Hướng dẫn sử dụng máy đo huyết áp Omazone. Omazone là loại máy đo nhỏ gọn và tự động hoàn toàn, giúp đo được huyết áp, nhịp tim dễ dàng và nhanh chóng. Máy sử dụng công nghệ cảm biến thông minh nhằm mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng và cho kết quả đo chính xác. Trước tiên, ngồi vào tư thế thoải mái, lưng thẳng, bàn chân sát với sàn nhà. Cài đặt các thông số cho máy, đeo vòng hít và buộc chặt vào tay. Phải đảm bảo tay và vòng hít đúng vị trí. Trong lúc đo, vòng hít nên đặt ngay tầm với tim. Nhấn nút on off, vòng hít bắt đầu phồng lên và các số đo xuất hiện trên màn hình. Hệ thống kiểm tra kép sẽ đo lần thứ hai nhằm cho kết quả đo tốt nhất. Tháo vòng hít ra, nhấn nút on off để tắt máy. Các kết quả đo sẽ được tự động lưu lại. Omazone tự động lưu lại 90 bộ kết quả đo.